Hello các bác và anh em nhé. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa đến từ Mỹ, hãng PV, có model là SP2G. Đây là một dòng loa sở hữu một bát 40 từ 22 cộng 100 và một tép kèn từ 14 họng 51. Thì với dòng loa PV ấy, nó là một dòng loa cao cấp top đầu thế giới. Đặc biệt dòng loa PV thì người Mỹ người ta rất thích dùng, bởi vì nó đưa ra một chất âm tròn trĩnh, trong sáng, mạnh mẽ và chi tiết. Với dòng loa PV này thì các bác chơi được hai cái nhiệm vụ chính: một là nghe nhạc chuyên sâu rất hay nhé, và nó chơi được tất cả các thể loại nhạc tại Việt Nam: nhạc mạnh, nhạc nhẹ, nhạc không lời, nhạc trữ tình, rồi nhạc bolero. Hơn nữa thì dòng này ấy, hát karaoke rất là thoáng, bay rộng rãi. Thì với dòng loa PV thiết kế là thùng gỗ bọc lỉ thường bác nhá, và đúng là sản xuất tại Mỹ, do đó rất nhiều bác muốn sở hữu và săn tìm. Thì những dòng loa PV ngày nay nó mới cơ bản đó ạ, sản xuất ở Trung Quốc, do vậy cái tiếng của nó đánh thì bao giờ nó bị cọc tiếng, nó không sâu, nó không mềm mà không hay dòng loa sản xuất tại Mỹ. Thì dòng loa PV này thì người Mỹ người ta rất thích dùng bởi vì nó hay bác nhá, chi phí hợp lý. Với một cặp loa PV SP2G này thì nó phải chơi hay ngang đôi loa JBL có mã ví dụ 4735A này, hoặc là 4738A, hoặc là 4726A, tức là nó ngang cơ tầm đấy. Nhưng với lượng tiền của nó ấy, thì nó chỉ bằng một nửa hoặc là bằng 1/3 thôi, nhưng đảm bảo về độ hay, độ bền thì nó sẽ ngang nhau. Thì dòng này thiết kế rất đẹp mắt luôn nhé. Đầu tiên là cái thùng nó là thùng hình thang cân rất là sâu nhé. Thùng loa nó sâu ấy, thì bao giờ tiếng bát nó cũng rất là rộng và nó mềm đấy. Kích thước nó rộng là 54, sâu 57, cao 84, và thùng được chia làm hai ngăn: ngăn một là chứa bát và quai e căng, ngăn hai là chứa kèn. Và cái kèn này nó có độ cái kèn nó rất là sâu nhé, nó sâu và nó chia ra nhiều cấp độ để tán âm. Như vậy là cái loa này có thể bao phòng bác từ 50 vuông đổ lại. Khi mà hát karaoke ở gia đình ấy, đảm bảo vẫn đủ lời, đủ bát, đủ tép, không cần phải thêm nhiều nhá. SP2G. Thì tình trạng cái loa này em khẳng định bác là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, zin bác từ A Z, từ màng nhện rồi là từ tất cả mọi cái đều zin. Thùng thành phân tần. Đấy, tiếng rất là hay nhá. Tình trạng loa thì nói chung là cái loa này em đánh giá là tầm 9% nhá. Đấy. Mặc dù là lâu rồi nhưng mà cái độ đẹp, độ nét nó vẫn như vậy. Thì với dòng loa PV này thì thực ra ấy, nó không có nhiều tại thị trường Việt Nam ấy nhé, và những đôi đẹp này thì càng khó hơn. Và giá thành cho cặp loa này thì rất đơn giản thôi, không có cao đâu nhé. Đây này bác này, SP2G, công suất của nó là 300W, 600W, 1200W. Đấy, cổng vào nó là cổng 6 ly, có hai triệu ánh, một lô man đánh đủ hay là PA. SP 2G. Cái này được sản xuất tại Mỹ nhé, Made in USA. Tình trạng bao đẹp, bao zin anh em. Ví dụ như dòng loa JB như là 4012 hay 6012 là 15 ấy thì không bao giờ đánh được dòng này nhé. Không bao giờ âm hay bằng đó. Xét trên mọi góc độ, mọi phương tiện. Cái dòng loa này nó to, 340. Cho vậy bác chỉ chơi một đôi thôi. Có thể bác không cần súp nhá. Ok. Bác có thể ghép đơn giản ra thôi. Ví dụ một con đẩy 850. Đấy, một cái bộ ngoài y chang này. Bác ghép đôi loa thì kể cả bác nghe nhạc cũng hay, cực hay nhá. Và hát thì có lẽ là không chê được luôn. Với dòng loa PV thì em có nhiều công trình rồi, lắp đặt tại nhà rồi. Bây giờ mời bác nghe bản nhạc Zumba nhé. Bác nghe tiếng bát, tiếng tép giải chung nó thể hiện. Bởi nhạc này nó sẽ thể hiện được đủ dài. Một số nhạc nó không đủ dài nhé. Bác nghe đấy. Nó rất là hay luôn. Nó rất là hay bác nhé. Bác nghe tiếng bát. Bác cắm cái phone vào nghe ấy. Đánh rất đầm chắc, nó không nhòe đuôi. Cái này bác lắp nó còn súp vỡ vẩn vào nó hỏng hết cả bát vi bay nhá. Chắc lắm, đầm. Lo em mà đã xuất xưởng thì xuất sắc rồi. Hoạt động tốt, bền bỉ và chính xác cao. Ngày tháng qua thì với cặp loa đẹp này thôi nhá, em có giá là hơn 20 triệu đấy. Nó ra khoảng 24 triệu thôi nhá, bao ship rồi. Ok, bán hay chưa?
tiếp nó là cũng lanh canh. Tiếp còn BV cũng là cái đời cỏ mà nhá, nó đánh còn hay hơn cả GB đấy. Nó sắc nét, nó gọn gàng trong veo, lời nó rõ, rất hay. Mặc dù là sự sở hữu của bác là 40 từ 220-100 nhưng nó không tốn công suất nhé. Lò Mỹ độ dày cao nó không bao giờ công suất. Đấy, mà nhớ một điều vậy. Nó nghe tép nó lẻ không? Anh tách tách đi. Không chối nhỏ à? Lời rõ, bác sâu. Hay quá. Lòng đất khô mọi thông tin mua sắm phối ghép thôi nhé, có liên hệ với em số điện thoại 0936 583 110. Anh Nguyễn Giao là Quốc và có nhu cầu chỉ còn em 2 triệu nhá, cực hay luôn, là bảo bao zin, bao đẹp, bao chuẩn, lúc đồ Mỹ nhá, không thay trở lại không nhá. Đấy mọi người, ta nghe sướng ạ, âm nó đều đặn, nó mềm mại, nó sắc nét và nó uy lực. Một cặp loa ngắn đáng để chơi đúng không ạ? Loa này thi thoảng về là một cặp bác nhá, hai cặp thôi. Thầy Nguyễn chào bác nhá và chúc bác có buổi sáng chủ nhật vui vẻ. Ngày tháng qua rồi.